Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp NTN. Hôm nay mình lại dẫn các bạn đi tham quan một mẫu nhà biệt thự nhà vườn mái Thái 2 tầng. Ngôi nhà có diện tích 125 m² một sàn, được xây dựng trên mảnh đất 250 m², 10 nhân 25 chiều sâu. Giờ mời các bạn cùng đi vào trong nhà tham quan chi tiết của ngôi nhà. Cổng bạn ấy làm rộng 2m95. Đó. Phía trước là một cái sảnh kính, bạn dự kiến là sẽ để ô tô đây. Đó, các bạn nhìn cái không gian kiến trúc bên ngoài rất là đẹp, hiện đại. Khoảng này vừa là sân vừa là cái chỗ bạn ấy sẽ để xe ô tô. Nhà bạn này có một cái khoảng view nhìn ra phía trước là một cái hồ sen rất là đẹp. Trước khi vào trong nhà, mời các bạn ngắm qua một cái số cảnh bên ngoài. Rất là cảnh quất nha. Bạn chủ nhà này là bạn rất biết chơi đấy. Ô tô xe cộ. Cái khoảng sảnh này của bạn ấy là 2 x 5. Tính từ bậc dưới lên nó khoảng 10 mét vuông cái khu vực sảnh này. Hệ cửa 4 cánh bằng gỗ lim Nam Phi. Phong cách rất là thẳng phẳng và đơn giản. Wow, phòng khách nhà bạn này khủng khiếp quá. Theo các bạn, phòng khách này bao nhiêu mét vuông, mấy chục mét vuông? Bạn chủ nhà bạn tiết lộ là khoảng gần 80 mét vuông các bạn nhé. Đó. Phòng khách quá rộng luôn. Rất nhiều cửa sổ. Cầu thang rất là đẹp. Mặt đen cổ trắng. Cầu thang gỗ kính. Nhìn ra phía trước rất là đẹp. Giờ chúng ta đi vào phía trong. Toàn bộ trần Hồng Kông hết. Đó, đây là buồng ngủ số 1. Có lẽ đây là một phòng ngủ đẹp nhất. Cũng đều có trần Hồng Kông hết nha. Phòng này là 18 mét vuông các bạn nhé. Cửa sổ mở các góc. Rất là giống khách sạn đây. Đó. Đây là một cái cửa bạn nhìn về phía trước. Có lẽ để trông nhà trắng. Ở đây là ảnh cưới của hai bạn này. Rất là trẻ, hai vợ chồng rất là trẻ mà làm nhà quá to. Sang trọng hiện đại. Đây là cái mảnh gỗ, mảnh quấn các bạn nha, rất là đẹp, kín. Cửa nhôm hệ, trắng sứ. Phòng ngủ của hai bạn đẹp quá, rộng. Trần Hồng Kông hết.
Mời các bạn đi tiếp theo nào. Đây là phòng vệ sinh chung của toàn bộ tầng 1. Phòng vệ sinh bạn làm cũng khá là đẹp. Phòng vệ sinh này của bạn khoảng 6 mét vuông các bạn nhé. Giờ chúng ta đi xuống bếp. Chà, cái bếp cũng thật là rộng. Tủ rượu này, bếp của bạn này, khu bếp, khu phòng ăn của bạn rất là rộng. Bạn này có vợ làm giáo viên nên là tất cả những cái không gian chung là bạn làm rất là rộng. Đó. Bàn ghế của học sinh. Bếp rất là đẹp. Nhìn từ trong phòng khách ra, nhìn từ phía cuối phòng khách ra thấy phòng quá rộng luôn các bạn. Thực sự là một con nhà quá đẹp theo phong cách hiện đại. Các bạn biết đây là cái gì không? Đấy, một cái hầm bí mật bạn đựng tất cả các cái thứ đồ lặt vặt vào trong này. Nhưng khi đóng cửa lại thì nhìn lại rất là đẹp. Giờ chúng ta lên tầng 2 thôi. Cầu thang của bạn đẹp quá. Rất nhiều cửa sổ. Dù không bật điện thì cầu thang của bạn vẫn đủ ánh sáng để đi lại. Chúng ta đi tiếp lên tầng 2 xem nào. Đầu tiên của tầng 2 là các bạn nhìn thấy là trung tâm là cái phòng thờ. Phòng này được khoảng chục mét vuông ở trên sàn. Và nó còn vay mượn toàn bộ không gian ở cái khoang cầu thang nữa. Thì cũng phải gần 20 mét. Đó, các bạn thấy không? Vì bạn không xây ngăn cách nên là mượn hết không gian của cầu thang. Nên là phòng thờ cũng rất là rộng. Cũng gần 20 mét vuông. Không gian vay mượn rất là hợp lý. Giờ chúng ta đi vào phòng ngủ số 2. Phòng này thì bạn ấy cũng dùng để làm cái phòng để các em học sinh học thêm. Đó, mình bật điện lên để các bạn nhìn rõ. Cái phòng này thì được 17 mét vuông. Mà mời các bạn đi ra phía trước để ngắm cái hành lang trên tầng 2, ban công. Rất là đẹp, rất là thoáng luôn. Cây xanh mát. Một không gian mơ ước lý tưởng. Giờ chúng ta trở lại. Đó, cửa sổ nhôm hệ. Giờ chúng ta trở lại đằng sau nào. Tham quan lại một lần nữa không gian phòng thờ.
đi ra phía sau phòng ngủ số 3. Phòng này là phòng bên trên đối diện của phòng hai vợ chồng bạn ấy ở bên dưới. Đấy. Có các cái vị trí cửa y hệt phòng ngủ phía dưới. Tất cả đều trần Hồng Kông hết. Cửa bạn nằm theo nối thẳng phẳng, không hoa hòe hoa sói gì cả, nhìn rất là chắc chắn, đơn giản. Đi về phía sau thêm một phòng ngủ nữa, phòng ngủ số 4. Tất cả đều trần Hồng Kông hết. Phòng này bạn cũng chưa dùng đến. Phòng này có diện tích khoảng 16 m² các bạn nhé. Và cuối công trình là bạn để phòng vệ sinh, máy giặt. Phòng vệ sinh này cũng được 6 m², đối diện với phòng vệ sinh bên dưới, theo một trục đứng, cũng rất là đầy đủ mọi trang thiết bị. Đó, một chút này bạn nằm sân phơi, và đây là nhìn lên trên mái nhà bạn này, mái ngói khung sắt. Giờ chúng ta quay trở lại. Nhìn từ trên xuống rất là thoáng, khu vực cầu thang rất là thoáng sáng, nhìn toàn bộ không gian phía trước luôn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.